Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu nhanh cho mọi người một mẫu ghế rất là quen thuộc với mọi người cũng như là được rất là nhiều quý khách hàng ưa chuộng ha. Và đây là mẫu ghế mà em muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay đây ạ. Mẫu ghế này thì có tên gọi là ghế ăn Minerva. Và hôm trước thì em đã lên video giới thiệu về hai mẫu ghế ăn cũng là Minerva luôn, nhưng mà được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai của Việt Nam và Campuchia. Và cái chất liệu nữa đó chính là gỗ mun sọc Lào. Đấy. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc ghế này được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ của Nam Phi ha. Và như mọi người biết rồi á, thì hiện tại gỗ gõ đỏ của Việt Nam hay là gỗ gõ đỏ Lào á, thì nó rất là hiếm có, phải nói là cực kỳ hiếm luôn và không có hàng luôn. Đấy, cho nên là phải sử dụng gỗ gõ đỏ của Nam Phi để mà làm sản phẩm thôi. Đó. Và như mọi người thấy trên màn hình thì sản phẩm được làm theo phong cách là đục chạm hoa lá tây cổ điển ha. Mẫu ghế này thì thường ở bên ngoài những cơ sở khác gọi thì là gọi là ghế trái châu, nhưng mà không, Sơn Đông sẽ cho ra một cái ghế và cũng như là cho ra một cái tên để mà giúp cho cái sản phẩm, giúp cho cái ghế mà trở nên nó sang trọng cũng như là nó sẽ có cái giá trị hơn rất là nhiều khi mà mình có tên ha. Đấy, đây là ghế ăn Minerva. Và cái chất liệu là gỗ gõ đỏ thì được rất là nhiều quý khách hàng ưa chuộng, bởi vì thứ nhất là về giá thành rất là tốt, thứ hai là về màu sắc, và thứ ba là về cái chất lượng của sản phẩm và cũng như cái chất liệu gỗ. Và gỗ này thì được chống mối mọt, chống cong vênh cực kỳ cao khi mà được tẩm sấy kỹ lưỡng. Và đối với những cái hàng tại Sơn Đông thì mọi người sử dụng cứ yên tâm, bởi vì Sơn Đông xử lý vô cùng kỹ lưỡng trước khi đưa vào hoạt động thi công, nhằm hạn chế tối đa những cái vấn đề như là mối mọt, cong vênh hay là nứt nẻ của gỗ tự nhiên ha. Và nếu mà có thì mọi người cứ alo Sơn Đông qua, tại vì những cái trường hợp mà gỗ bị nứt do 1-2 năm đầu dùng thì vẫn là bình thường, chứ không có vấn đề gì hết. Đây là cái tự nhiên của gỗ thôi. Bởi vì bên Sơn Đông thì bảo hành cho mọi người là 5 năm và bảo trì vĩnh viễn lận, nên là mọi người cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm ha. Ok, và quay trở lại sản phẩm thì mọi người có thể nhìn thấy hai chiếc ghế. Đây là hai phiên bản khác nhau. Một bên là gỗ 100% và một bên là gỗ kết hợp với bọc da bò Ý, rất là xịn. Và da bò Ý này thì được nhập khẩu từ Italy, có giấy chứng nhận COCQ rõ ràng cho mọi người luôn. Cho nên là khi mà mọi người sử dụng những cái hàng hóa tại Sơn Đông thì cứ yên tâm về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ha. Đấy, ok. Và nói về cái hình ảnh đục chạm đây. Thiết kế thì như em nói là thiết kế theo phong cách là cổ điển hoàng gia, cổ điển châu Âu đục chạm khá là nhiều. Nhưng mà mẫu ghế này thì rất là nhiều quý khách hàng ưa chuộng, bởi vì nhất là gỗ cực kỳ dày dặn, thứ hai là hình ảnh hoa văn cân đối hài hòa, không chạm quá nhiều cũng không chạm quá ít, nói chung là vừa đủ mắt nhìn thôi, đúng không ạ? Và bây giờ thì em sẽ trải nghiệm thử trên một cái ghế gỗ 100% cho mọi người xem nha. Cái phần mặt ngồi thì rất là lớn, dành cho những quý khách hàng mà lớn con hơn em nhiều, ngồi rất là thoải mái luôn. Và phần tựa lưng thì ngồi tựa vào cực kỳ dễ chịu, bởi vì khi mà mình làm thì cái phần tựa lưng này bên Sơn Đông sẽ làm là cong theo sống lưng của người Việt Nam luôn. Đấy, sẽ nhờ camera quay ngang, mọi người có thấy đường cong mà. Đây là cái sự tinh tế cũng như là cái một cái vấn đề mà Sơn Đông phải xem xét rất là nhiều để mà tạo cho ra một cái tỷ lệ cực kỳ cân đối. Và khi mà ngồi vào thì sẽ cảm giác là thoải mái hơn rất là nhiều. Và còn bọc nệm sao ạ? Nệm thì chắc chắn rồi, ngồi cực kỳ thoải mái luôn, bởi vì nó rất là êm. Và cái phần tựa lưng khi mà dựa vào sẽ không có bị cấn lưng, hay là những cái quý khách hàng nào mà không thích cái sự mà đau lưng hay là đau mông thì mình mua cái sản phẩm này về rất là hợp lý. Còn đối với những quý khách hàng mà không thích cái sử dụng nệm, tại vì sử dụng nệm lâu thì sẽ bị xẹp hay là bị lúng, thì mình sẽ dùng gỗ. Đấy, nói chung là có rất là nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng ha. Ok, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người hai cái phiên bản ghế Minerva khác nhau. Và nếu mà mọi người có thắc mắc thì hãy comment ở phía dưới, hoặc là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại là 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người. Hoặc đến ngay chi nhánh An Lạc Bình Tân ở địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, để mà xem trực tiếp và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.